Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Đông Bách Thơ, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Nếu các bạn có nghe thấy tiếng ồn thì cho mình xin lỗi, tại Sài Gòn đang mưa. Rồi thì để coi nào. Nói chung là cái trai của mình thì vẫn giữ nguyên, tại mình còn phải thắng một lần nữa thì nó mới lên được cái sao này. Rồi bây giờ lần này thì mình sẽ là tổng thống của những người nông dân nha các bạn. Và tất nhiên vì chúng ta là hướng đến cái cấp công nông mà chỉ là nông dân, tại chúng ta là một cái quốc gia mà nó còn kém phát triển. Thì nói chung thì mình vẫn sẽ được sự ủng hộ của phe cộng sản và cộng được đến 50% cái sản xuất của bên nông dân. Nhưng mà đổi lại á, thì mình sẽ bị trừ cái điểm ảnh hưởng với lại cái giới tri thức, tại dạng như mình xuất thân là người ít học mà. Ngoài ra thì mình sẽ được bầu lên bởi thế lực cộng sản ở chính cái đảo này, thành ra là mình lại được cộng ảnh hưởng với Liên Xô, với phe cộng sản và cộng thêm 20 điểm Liberty, tại vì mình được bầu chứ không phải là mình nổi loạn nha các bạn. Nhưng mà cứ cái kiểu này là chú Sam sẽ rất là ghét mình á. Nhưng mà sau nhiều lần mình chơi thì bây giờ mình quyết định một cái điều như thế này. Đó là chúng ta phải cố gắng, chúng ta chơi với tất cả mọi người, không phân biệt đó là ai. Thành ra là bây giờ thì đầu tiên mình sẽ không hủy cái này nữa. Đầu tiên cái này là mình sẽ trồng thuốc lá. Tại vì thuốc lá là cái mà người Mỹ mua, túi cà phê phải đóng hộp mà người Mỹ mới mua. Cái này thì còn lại thì mình trồng đường. Mình biết là mình trồng cái gì nó không hợp với cái đất của mình ban đầu, nhưng mà phải trồng các bạn. Tại vì không trồng không được. Cái cảng của mình nó nằm bút tuốt ở khúc này á. Rồi đây. Nói vô đây là đều là những mặt hàng mà mình xuất khẩu á các bạn, không cà phê thì Mỹ mua mà đường thì Liên Xô mua. Nói chung là cái nào họ mua thì mình phải ráng mình trồng cái đó, chứ mà mình mà không trồng những cái mà họ mua, mình không xuất khẩu cái gì cho họ là chúng ta dễ ăn đòn lắm. Mấy lần trước chúng ta có mâu thuẫn với người Mỹ là cũng tại vậy không. Rồi lần này thì mình free cái nhà ở. Nói chung là dù các bạn chơi kiểu gì các bạn cứ free nhà ở cho mình, nó sẽ giúp cho người dân chúng ta ổn định nhà ở hơn. Rồi chúng ta phải chấp nhận thử hạt nhân chứ không, cũng không có cách nào khác. Rồi bây giờ thì chúng ta tất nhiên một lần nữa chúng ta kiểm tra đất đai. Rồi cái đảo này là trồng lúa khá là tốt, chuối cũng ngon, đu đủ cũng được, thơm thì tùy chỗ, cà phê thì rất ngon, thuốc lá thì trung bình thôi, mía thì cũng có chỗ được chỗ không, cũng tạm được. Rồi bây giờ sắt thì có một cái mỏ sắt ở tương đối xa một chút, nhưng mà nhìn chung là cũng gần. Vàng thì không có, basuti cũng không có, muối thì nó lại nằm ở cái hướng bên này. À, để coi nào, cũng nằm tương đối cái hướng này thì cũng được. Dầu thì nó nằm ở hướng bên này ở đỏ rồi, mốt mình xây cái này ở đây luôn, đỡ mấy con nhập khẩu dầu. Cá thì cũng ok, nhưng mà dầu nó nằm đâu, cũng hơi gần chỗ cá là hơi nguy hiểm. Đất chăn nuôi thì cũng ok luôn. Rồi vậy tốt. Ây da, thế này ngon rồi. Rồi nhưng mà gì thì cũng phải xây một cái công trình xây dựng ở đây trước đã là tính. Rồi lần này mình đầu tư cho mình không có phá mấy cái nông trại này nữa. Nhưng mà chúng ta cũng phải tính được một số cái khác chứ cũng không thể nào để nguyên vậy. Rồi ok, nói được được đi lại rồi. Đây chúng ta ráng chúng ta xây quy hoạch được đường xá ngay từ đầu luôn thì tốt. Rồi và tất nhiên là chúng ta cũng phải cố gắng kiếm gỗ để mà bán cho châu Âu, tại gỗ là mặt hàng dân châu Âu nó mua. Thì đó, nói chung là chúng ta cố gắng chúng ta quy hoạch. Rồi đây, làm sao mà có hàng hóa để bán cho tất cả các phe đó là chúng ta thành công. Đừng để bất cứ phe nào nó ghét mình nữa các bạn ạ. Này chúng ta trả lương cao cao tí, dụ đàn ông ra đây làm. Rồi chúng ta xây một cái gara ở đây luôn. Gara vừa vô là phải xây hai cái rồi chứ phải một cái nữa. Cái đường nó nằm bên này cơ mà. Rồi cái nhà nó nằm ở bên này. Rồi ok, cảng cá cũng phải có, cá thì là Liên Xô mua. Đây để mình kéo cái đường đi xuống đây luôn cho nó tới chỗ làm cho nó gần. Rồi đây, trong này thì cũng chưa có gara, đất nước của chúng ta mới
Nó cũng có 50 dân thôi mới giành được độc lập, nó hầu như cũng chẳng có gì. Mình không để 70 dân nha các bạn, tại đông dân quá mình khó quản ngay từ đầu, không đáp ứng được nhu cầu của nó, phiền lắm. Rồi đây thêm một cái nhà chung cư ở đây. Mấy cái trang trại, mấy cái này thì sao? Rồi ok, chỗ này cưa ra làm đôi luôn đi. Rồi xong, riêng khu này mình sẽ quy hoạch làm trang trại. Tổng cộng mới vô chắc xây được 8 cái. Rồi chơi luôn 12 cái đi. Đây, như là chúng ta là nông dân mà là chúng ta cứ ưu tiên bất cứ cái gì cho có thể cho nông dân, cho nghề nông thôi. Rồi xong, chúng ta tiếp cái này là nuôi dê. Dê với lạc đà là Trung Quốc nó mua. Lạc đà ở đây là lông lạc đà đó nha, chứ không phải là thịt lạc đà đâu. Và đó là lạc đà châu Mỹ đó nha, chứ không phải là lạc đà chúng ta thấy ở trên sa mạc nha các bạn. Lạc đà này nó là dạng lạc đà không có bú á. Rồi ok, kéo cái đường lên đây một tí. Và thế là chúng ta có ngay 12 cái trang trại. Như là quy hoạch cái đảo, đảo này rộng, thành ra mốt chúng ta phát triển khu dân cư chỗ khác cũng được. Giờ cũng chưa thể là xây mấy cái công trình dành cho người học cấp 3 được các bạn. Mới vô là đầu tư cho sản xuất đồ thôi. Rồi ok, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình xây một cái phòng khám. Như là có chỗ cho dân mình nó khám bệnh thì mình cũng đỡ lo. Rồi giải trí, không cái phòng khám nó nằm đó thì giải trí phải nằm khu bên này. Rồi xong, chính thức hết tiền. Rồi tuyệt vời. Đây, hai cái này ưu tiên xây đầu tiên. Và cả cái gara này nữa. Đấy, tổng cộng là nhiêu đó đó, làm đi. Rồi giờ chúng ta ngồi đợi nhập cư thôi. Cái nông nghiệp thì nó hơi hao nhân sự một tí, chúng ta phải chịu. Chứ gì nó ngốn hết rồi, mình là 11 nhân sự rồi. Coi như là mình còn được có 39 nhân sự rải ra thôi. Mà trên đảo mình hình như còn có người già nữa các bạn. Chứ là mới vô 50 nhân sự thì nó cũng hơi ít. Nhưng mà tại nhiều quá người ta cũng không có tiền ta nuôi. Thế là ở đúng rồi, cũng không có tiền để mà nuôi hay là trả lương đồ cho nó thì cũng phiền. Đây cho mấy cái nhà này nó sập hết trước đó. Chứ cái nhà này nó nằm chấn ngay cái đường đi nữa đây này. Nó xét nhà, nó xét đồ ra đôi khi hơi tào lao một chút. Ủa sao nó non hết này. Nãy giờ rốt cuộc nó làm cái gì? Đừng, nó nãy giờ nó đang đi tới chỗ làm nha. À đúng rồi, tại cái nhà ở đây xây chưa có xong. Chưa có xây luôn mà thảo nào. Rồi đây, mới vô thì có gì đâu mà xuất với trả khẩu. Rồi ok, và đương nhiên là cũng chẳng ai thèm tới cái đảo này định cư rồi. Rồi xong luôn đó, những cái nào cần ưu tiên mình ưu tiên rồi. Rồi cố gắng lên nào. Rồi sao một cái chung cư đã xong, rất tốt. Rồi bà con vô chung cư ở đi. Đảo này phi nhà ở mà. Rồi đó, vô đó ở đi. Nó đi bộ kìa trời ơi. Rồi tiếp tục.
chúng ta xin được tí tiền viện trợ các bạn, nhưng mà cũng chỉ để trả nợ thôi, chả làm được cái gì, không đủ xây nhanh bất cứ công trình nào cả. Có cả người già nữa, tức là đã quá tuổi lao động rồi. Rồi nhanh nào, vẫn chưa có gì nhưng mà có 8 người nữa tới ở coi như là thành công. Chúng ta có thêm lao động rồi, tuyệt vời. Nhưng mà nghề hot nhất lúc này đang là nghề làm thợ xây dựng các bạn. Rồi cố lên, cố lên, cố lên anh em. Như là chưa có cái gì để thu hoạch cả, chúng ta phải chịu thôi. Rồi ok, một căn nhà nữa đã xong, mời bà con vô ở. Đây có người vô ở ngay. Rồi tuyệt vời. Chúng ta xây phòng khám đi cho dân mình hưởng dịch vụ y tế. Cái gần cũng xây đi, xây cái ở xa kìa, trời ơi. Nhà ở trên kia có không ở lại chui xuống đây. Chung vô đây hết. Mới 56 người mà ba cái chung cư chứa không hết là buồn lắm đó nha. Mà nó bỏ đi qua đi làm cái nghề gì rồi. Rồi đây ok, cố lên, công trình này xây nhanh mà. Rồi ok, chúng ta bắt đầu có hàng hóa để bán rồi. Đây để coi, chúng ta coi coi nội bộ thì tên tôn giáo nó không ưa mình. À, không có chùa, ấy là không có nhà thờ, không có gì cả. Có, nói chung là có cái tôn giáo thấp bên này cũng dạy giờ cho, chưa có bảo tàng như đó. Nói chung là tại mình đầu tư quá là nhiều cho bên nông nghiệp đi. Nhưng mà mình nông dân mà. Đó là chịu thôi. Hình như là mình trên đảo mình hình như cũng không có ai là người trí thức cả. À hên quá, có. Mỹ thì đang ghét mình ra, nó trả cho được mấy đồng. Cái đó là phải chịu thôi. Thịt bò muối thì chừng nào mà có người, có cái thằng mấy tay Trung Đông nó đặt mua thì lúc đó mình mới làm. Rồi lại có đứa thích ở ngoài đường mà nó ở cái chỗ đẹp cái ớn luôn. Vô chung cư ở, không có ở ngoài đường. Rồi bà con cố lên. Giờ trong những ngày đầu tiên chúng ta còn khó khăn là bà con không có đòi hỏi gì được nhiều đâu. Xây thêm một cái chung cư ở đây để đón dân. Không được, nó đem mía qua đây nó trồng luôn rồi. Trời ơi, nhiều chỗ để trồng lắm mà. Xây nhà thờ thì cũng được, mà giờ nhân lực đâu mà bố trí. Ra từ từ đi. Đây, chúng ta bất quá chúng ta xây thêm một khu định cư ở đây vậy. Một cái gara nữa ở đây. Rồi xong. Đảm bảo cái nhà ở cho người ta cái đã là mới tính nó mới khác được. Bệnh viện thì cũng có rồi. Đúng rồi, là cái phòng khám mà chứ không phải bệnh viện. Thì có làm việc ở đây mà nó ở nhà xa ớn luôn, buồn ghê vậy đó. Rồi tới nhanh nào. À, có 3 người chết hả? À đây, tại vấn đề sức khỏe còn kém, nó chưa hồi phục được. Chính ông bác sĩ còn đang bệnh mà. Buồn. Nhân sự bên xây dựng của mình thì cũng chưa nhiều lắm. Nhưng mà hàng đẩy ra được nhiều như vậy coi như là thành công rồi đó. Bình thường là chưa, mới đầu vô toàn sống nhờ viện trợ không. 9 người nữa tới định cư, quyết định xây một cái chung cư của mình là không sai các bạn không. Rồi cảm ơn. Cảm ơn vì đã tới. Rồi đi xây mấy cái trang trại đi cho người ta có việc làm.
đúng rồi, cố gắng lên. Đây có thêm nhân sự rồi, mấy cái trang trại này thì nó xây lẻ. Rồi đây một cái này đi cho cái đám mà nó trung thành với mình, nó vừa lòng. Mình đang không có bật cái chế độ hiện đại hóa lên nha, thành ra là mình không cần phải tham nhũng để lấy tiền từ cái bảo tàng làm cái gì cả. Đây thêm một chỗ cho bà con giải trí, mặc dù là đúng là trong cái bối cảnh này thì không biết là người dân của mình có thích đi bảo tàng hay không, nhưng mà thôi kệ nó. Cái này hình như là cái nhà này biết không có trường cấp 3 đây rồi, cái này để tăng cái tốc độ cứ chăm sóc cây rồi mới được đốn. Như là ít nhất là mình có bán hàng cho người Mỹ, thành ra họ không có ghét mình lắm. Cái tiền viện trợ không thay đổi, tức là cái thái độ của họ với mình đang không thay đổi, nhưng mà vậy cũng tốt. Sợ họ giận thì mình mệt thôi. Rồi đây như là mình cũng bán được tí hàng. Rồi 6 tháng nữa họ tới thì chúng ta lại cứ đẩy hàng lên thôi. Rồi quá đẹp quá đẹp. Trời ơi nhân công mình chạy đâu hết rồi. Thả này về 5 đi chứ cái này mới là cần 7 này. Tại giờ đang trong giai đoạn này là cái nghề xây dựng nó mới là cái nghề hot. Còn cái việc mà đốn cây hay để từ từ cũng được. Rồi đầu tư cái này cho nó một chút để nó đốn cho lẹ coi. Đúng rồi, nó xây thêm nhà đi cho nó mấy đứa nông dân nó đỡ gần nhà đó. Có cái bãi giữ xe gần đó luôn. Nói chung là chúng ta phải đảm bảo là chúng ta có nhiều cái phương tiện vận chuyển, chứ không thể nào để cho dân mình nó đi theo kiểu thông thường được. Có ông già ông vô thì ông ở liền lẹ ghê. Rồi ok, còn ba người biết ngay mà, giờ nó chạy với công ty xây dựng nó làm gì hết rồi. Rồi ok thôi cũng được, chịu biết sao giờ. Đất nước của chúng ta là đất nước của những người nông dân các bạn. Nông nghiệp là nền tảng rồi, thành ra không nói làm gì. Có điều là chúng ta không kiếm được nhiều lắm từ nông nghiệp, ít nhất là trong giai đoạn đầu. Giai đoạn sau là nông nghiệp nó cung cấp cái nguồn nguyên liệu cho con người thị trường mà. Rồi đây. Excellent. Cố lên, cố lên. Thiệt, nhiều đứa nó phải ở ngoài đường quá. Con biết là thưa đức cha, nhưng bây giờ không có trường cấp 3 thì lấy cái gì đâu mà đào tạo nhân sự cho chúng ta đây. Đức cha muốn có nhà thờ thì để con xây trường cái đã. Linh mục cũng phải học ít nhất hết cấp 3 chứ không linh mục mà không biết chữ thì phiền lắm. Rồi đây để mấy khu vườn xuống cho tụi môi trường nó vừa lòng. Ra xây một cái thôi đủ rồi. Ok xây cái trường cái đi, nhưng mà để ba cô giáo thôi, không có để nhiều quá được. Mỹ vẫn cho tiền mình là tốt rồi. Đây đúng rồi đó, hàng hóa đang ra cảng được khá là nhiều rồi. Đấy bà con có nhu cầu giải trí có đi cái này là tốt rồi, chưa có trường mầm non thì chúng ta phải chịu. Rồi ok, cái gara nó đang xây dựng ở đây. Ở đây có gara rồi, bà con đi nó cũng thoải mái. Cứ mỗi lần tàu nó tới thì lại có ít người tới nhập cư. Ít thôi. Nhưng mà thôi kệ, nó có còn hơn không, nó nhập cư nhiều quá thì mình cũng phiền. Rồi ở đây còn dư chỗ ở nè, bà con tới đây mà ở. Cái gì đây? Siga, hãy nhận cho nó vui các bạn. Nhưng mà cái chừng nào tôi xây được cái nhà máy đó thì tôi không biết nha. Tại giờ có xây lên thì cũng không có nhân công. Công việc mình tạo ra thì rất là nhiều, thành ra là không có lo nó thất nghiệp. Mà không có thất nghiệp thì khả năng tội phạm nó thấp. Rồi đây. Lại có đứa phải ở ngoài đường nữa, mà trong khi đó có nhà cho nó ở. Đây còn dư một lót mà. Làm giùm cái.
Cái này là à, rồi ok, 12 người tới ở, trời ơi. Rồi thôi, để bổ sung thêm chỗ ở, để ở bên khu bên này đi. Rồi, rồi đây muốn nhà thờ phải không? Con xây liền đây thưa đức cha, kế bên đây cái trường học luôn. Rồi cái đồn cảnh sát thì chưa xây được. Nhu cầu giải trí thì lúc này chắc cũng chưa có, chưa có xây cái gì được hết. Rồi thôi xây nhanh mấy cái nhà đi cho nó có chỗ chứa người. Rồi xong, đầu đến giờ nó đòi xây nhà hàng, xây cái gì đó từ từ để mình đáp ứng sao. Mấy cái chung cư này xây lâu mà được cái lợi. Mới bữa nay mình tính xây là xây cái nhà này cho dân nó ở mà tại thấy lỗ quá các bạn. Thành ra thôi, chứ nó không xây thì cái chỉ số của nó cũng thấp lắm, thà cho ở cái nhà này ngon hơn. Cái nhà kia là mình rải ra nó xây mệt nữa, mỗi cái nhà đó vậy nó chứa không được nhiều người hết trơn á. Đó ở nhà riêng, phải ở nhà riêng đời cuối luôn là nó mới ngon, nó mới thực sự là house. Ở đây country house rồi thì không ngon lắm, còn nhà này dành cho nhà, dành cho người có thu nhập thấp mà ở đô thị á các bạn, người ta thôi không xây làm gì. Còn cái nhà là còn cái lều này thôi khỏi xây, thà cho nó ở ngoài đường luôn cho rồi. Chẳng qua kiên cố hơn cái lều được một tí. Một tí thôi nha. Rồi đó bà con đi xây nhà thờ đi. Rồi đi xây cái trường luôn đi. Đó, ok. Ít nhất đảo mình rồi, rồi tôi biết đảo chúng ta đang ô nhiễm rồi thưa cô, nhưng mà vấn đề ở đây là chúng ta chưa thể làm được gì hết. Tiền không có. À, viện trợ từ Mỹ đang tăng lên, tức là quan hệ mình với người Mỹ đang tốt lên. À, rồi vậy tốt. Cảnh sát mật thì giờ lấy cái gì mà nuôi? Nó là nhân sự đại học đấy chứ không phải là nhân sự cấp 3 đâu. Rồi đẩy hàng ra cảng nhiều lên. Ở đây cũng đang thiếu nhân sự này. Cái gì đây? Rồi Mỹ đòi 2.000, đây em cống cho anh liền đây, đừng ghét em, tội nghiệp em lắm. Nhưng mà thương em xíu em sẵn sàng em cống cho anh. Rồi lên 60 ngay ấy. Thật ra nãy giờ mình nhận tiền của họ cũng nhiều rồi, thành ra giờ mình chỉ có tiền mình trả cho họ, mình trả họ là 2.000 mấy thì cũng chả mất mát gì của mình. Đang đi xây cái gì đấy, nhân sự bên xây dựng nãy giờ thiếu quá. Rồi là cái gì? À, cái này con không đáp ứng được đức cha. Có cái đảo này có một cái trường cấp 3 thôi đức cha, đòi cái đức cái nhà cái trường đó phải thuộc về nhà thờ thì trường đâu cho những cái người không theo nhà thờ học. Biết rằng cái đó là để đảm bảo cái quyền lợi cho nhà thờ nhưng mà không thể đáp ứng được. Có rất nhiều cái khác phải đáp ứng chứ không phải là chỉ đơn giản là phục vụ nhà thờ không. Con còn phải phục vụ rất nhiều cái mảng khác nữa chứ không phải chỉ bên tôn giáo không thưa đức cha. Nhưng mà con cũng là người yêu đạo nhưng mà có cái gì ra cái nấy. Rồi đây cái đồ cảnh sát. Ở đây xây cái này đi, tại dẫu sao thì cái ở đây nó cũng không có cái kia. Lát nữa có điện thì mình chơi thôi. Rồi một cái này trước. Như bây giờ chỉ có đốt rác thôi các bạn. Đây có khá nhiều người vô đây ở rồi. Nói chung là vậy cũng có thể coi là thành công. Rồi thôi đừng có ở ngoài đồng nữa, vô nhà mà ở. Rồi để nhìn lại coi cái mỏ muối nó nằm ở chỗ nào. À cũng gần rồi đấy. Mà từ từ Liên Xô chưa đòi mua rồi ta cũng không cần gấp. Cái gì đây? Rồi đó đào tạo đi. Rồi đây giờ nhà nhiều lắm. Ý là nhà tập trung ở đây khu này nhiều cũng không đúng. Cái gì nữa? Không chặt cây thì lấy cái gì mà sống? Đòi hỏi thì cũng vừa vừa phải phải thôi. Cái gì đây?
President, as you knew, the elections rồi, ok, tới lúc đi bầu rồi. Đây mình nói về vấn đề môi trường, mình hứa về cái vụ môi trường luôn cho cái tụi môi trường nó vui. Rồi đây nhưng mà à, rồi ok, giảm ô nhiễm. Đấy, vừa lòng chưa? My dear comrades, the importance bữa nào mình bút vô nông nghiệp nhiều. Tiếp sắc hả? Rồi coi nhận đi cho Liên Xô vui, nãy giờ ăn biết bao nhiêu tiền của Liên Xô rồi. Rồi không phải cái này. Sắc ở hơi xa nhưng mà cũng phải ráng mình khai thác. Nhưng mà đừng bao giờ để Liên Xô phật ý các bạn, chúng ta mình sẽ mệt lắm đấy. There will always be problems, especially in the current economic situation. The pollution in the cities. Để Liên Xô một phật ý là anh em mình sống không có yên đâu. And it will be resolved, as will all others, in time, as the global economy stabilizes through the years of my presidency. I have received your gratitude, my companions. Alas, okay. I am nothing một but cái chung cư ở đây. And you are my master. Là cái đảo bự anh ra phải rải ra. Rồi một cái gara ở đây. Rồi bất đắc dĩ thì phải thêm một cái quán rượu ở đây. À không, có thể cho dân này đi bảo tàng luôn đi. Đây để mình tránh lãng phí nhân sự không à, không phải phải như vậy mới đúng. Rồi một cái nhà thờ ở đây nữa đó, hạ tầng là đáp ứng đủ cho bà con luôn rồi đấy, đúng là tạm đủ. À, tôi dày với bà con là tôi cũng quý bà con lắm rồi mới đầu tư tới mức này cho bà con đó nha. Bà con không vừa lòng nữa thì tôi cũng không biết phải chiều làm sao luôn. Rồi đó. Ok. Ô nhiễm thì cũng lắm. Rồi 5 khu vườn, rồi tôi sẽ cố đáp ứng. Đây chắc nhét vô đây cũng vừa nè. Chỗ này cũng vậy. Mà có tiền đã nha cô nương. Chứ đang nghèo à, không giờ bắt đầu mình giàu rồi. Vấn đề là có tìm được nhiều sao. Nói chung là có nhiều phải xài hết nhiều à, chưa có giàu theo kiểu kia được. Cũng cách nào khác. Giờ thì tôn giáo tốt rồi nè, cái môi trường thì chưa tốt lắm. Đây có hai người học rồi. Nói chung là giờ mình không có được búp bên cái mảng đào tạo các bạn. Một dân của mình thành tội phạm, trời ơi. Đã không muốn bắn bỏ rồi mà nó còn chọc tức mình nữa chứ. Này tên là Pamiralan hả, chắc là người Trung Quốc hay người nước nào đây. Rồi thôi không cần biết. Chó cù rồi. À rồi thôi không cần biết. Ăn đạn. Tội phạm là không có nương tay với nó được. Vậy mình mới yên. Rồi 5 khu vườn đúng không? Rồi khoan để cái này đã, cái này mới quan trọng. Rồi vườn cái gì? Rồi vườn thì vườn. Đây, cho 6 cái luôn đó. Cái gì đây? Một phần Trung Quốc ghét đi, chúng ta vẫn ủng hộ Đài Loan độc lập các bạn. À, giờ tới trồng chuối đúng không? Rồi, ok, chuối chuối. Đừng chuối nhủi luôn là được rồi. Rồi, đây. Chuối phải không? Rồi đây. Cái này nó hơi hao nhân sự một tí các bạn. Nhưng mà cái hao này là ta có thể chấp nhận được. Rồi đây, ok. Giờ cũng sẵn đang có tiền. Đây mình canh ở hướng này mình kéo đi luôn. Đấy, kéo lên cho thẳng.
quy hoạch được thêm mấy khu dân cư nữa. Đây, một khu, à không, xích hoàng miếng, một khu, lại có thêm khu để mà mình làm trang trại rồi, thế là rất tốt. Rồi, đây, chúng ta lại có cái khu này nó hơi nhỏ ta. Chúng ta lại có thêm hai cái trang trại nuôi bò, hai cái trang trại nuôi dê. Và hai cái trang trại chúng ta sẽ nuôi lạc đà nha. Rồi thế là xong. Thật ra thì cũng chưa xong, do nếu đã vậy thì phải có thêm một cái chung cư ở đây, hay là khu trên này đi, mình quy hoạch cái khu này làm khu dân cư mà. Rồi ok, ở đây đào tạo, công tác đào tạo sao rồi? À, rất tốt, rất tốt, tốt 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 tốt, tiếp tục đi. À, thấy cũng đang hay, cho thêm một khu, mở thêm cho một lot khu, thêm một khu giáo nữa. Cái nhà máy gỗ thì chưa được đâu. Ba người nữa tới ở, ok, lại hết chỗ ở à, dư chỗ ở mà lại chung vô đây nữa, không khốn đó. Muốn ở gần cây thì cái đảo này thiếu gì cây. Nó chạy qua nó làm cảnh sát hết rồi, trời Presidente. Ơi. Rồi bây giờ tiền nhiều lắm. Rồi thôi kệ vậy cũng tốt. Rồi đầu tư cho một cái này ở đây cho phụ nữ cũng có được làm công việc trí thức các bạn. Đây chúng ta mở cửa đón người dân tới định cư nè. Và chúng ta xây luôn cái nhà ngoại giao đi. Đây, bộ ngoại giao luôn. Đấy, có thêm 5 công việc cho phụ nữ. Trường đại học thì thôi để 200 dân đi, tại giờ mình đang là nông dân mà. Mình đâu phải như cái trí thức như mấy lần trước đâu mà mình búp nhiều cho cái bên đó. Cái nghề này nó cũng quan trọng nè, thôi cho nó lên 7 đô đi dụ mọi người qua đi làm. Tượng đài cái gì mà tượng đài, đất nước nó đang nghèo mà cứ đòi tượng đài là thế nào. Bên này thấy nó làm việc chậm chạp quá, thôi được rồi thêm một cái này nữa đi. Riêng cái này xây cho lẹ. Rồi dụ bà con tới đây làm. Hồi giờ viện trợ của Mỹ nhiều hơn các bạn. Ây da, nguy hiểm quá. Về cơ bản thì chắc chẳng ai muốn sống gần cái bãi rác. Nhưng mà giờ không xây thì cũng không được. Đấy. Cái gì nữa? À đây rồi, ok. Này bò đúng không? Rồi. Đây bò muối nhiều lắm đây. Bà con chết. Trời ơi. Lỡ nâng rồi thì thôi phải chịu. Đây. Ok. Ok, nó không sao đâu, thiệt thòi tí thôi mà. Ở đây thì cũng nên có một cái chung cư, thêm một cái chung cư nữa, hoặc là hai cái luôn đi, dân nó tới nhanh lắm. Và chỗ này cũng nhờ vậy mà nó xứng đáng, nó có thêm một cái nhà thờ luôn. Đây cho bà con vô đây khấn, như là sau khi uống rượu xong rồi bà con có thể vô nhà thờ để khấn ha. Rồi đảo của mình nó như vậy rồi thì chắc cũng xứng đáng có một cái trường cấp 3. Ê lộn, trường mầm non. Trường này là trường mình dạy chung thôi, mình không có đề cao cho nó đi theo hướng đó là trung thành với nhà nước.
cái gì ta, cái này là ý thức hay là đi theo hướng kia cả, mình cứ quân sự á, mình cứ dạy chung thôi, đứa nào thích đi đường nào đi, cũng giống như trường cấp 3 cũng vậy, định hướng luôn cho nó, chứ mình không ép nó là phải đi theo tôn giáo hay là đi theo quân đội, mình không có thích vậy, mình không có thích định hướng tư tưởng các bạn, nó muốn đi theo cái hướng nào là nó tùy là quyền của nó. Rồi này cho 10 đô luôn đi, dụ bà con vô đây làm cái vận tải này nó quan trọng lắm, cái này chưa đáp ứng được nhưng mà thôi nhận trước cho nó vui, tại có một số cái là mình có thể làm được rồi. Chà, thiếu nhân sự dữ ta. Rồi thôi nhân nâng cái này cho cái này luôn đi, cái này cũng quan trọng mà. Rồi đây, ok, trả 10 đô luôn đó, bà con vô đây mà làm. Cái này thì trả hơi bèo, rồi cái đó phải chịu. Cái này chưa có đáp ứng được, thì cũng chưa có trọng thơm. Đây, đốt lửa lên. Rồi, bất quá thì thêm một cái bãi rác ở đây nữa vậy. Rồi cá nhân mình thì cũng thấy là phải thêm một cái cảng nữa, đây chấp nhận mua luôn không sao cả, cái cảng thì nó không có mắc. Đây điều đó cũng có nghĩa là chúng ta cần một cái khu chung cư ở đây và một cái gara ở đây. Cái đảo của mình xây đang xây thêm một cái đường thẳng các bạn. Rồi mà khoan đã, trong trường hợp này thì mình phải thêm một cái này nữa các bạn, chứ không cái công việc vận tải nó không được đảm bảo. Mười người tới nhập cư quá đã, nhưng vấn đề là phải có người có học hay không, chứ người kia thì giờ chúng ta cũng đang không thiếu lắm. Rồi đây, ok, đúng rồi, khai thác đi, nhiệt tình lên. Rồi đây cũng tương đối tốt rồi đấy, 6 người nữa tới định cư, nhà giờ xây cho đã luôn, với lại có nhân sự cho cái khoản này, cái này thì cũng tạm có đủ nhân sự thôi. Chuối thì đang trồng biết chín chưa. Rồi ok, trồng nhiệt tình lên nha. Rồi đây, ok ok, tuyệt vời tuyệt vời. Vâng vâng, tôi biết rồi thưa ngài, chúng ta đang thiếu quân đội nhưng mà bây giờ phải đầu tư cho cái khác đã, có nhiều tiền đổ vô nuôi quân hết là có mà chết à. Rồi rồi đây đó, dân cứ tới thì có nhà để ở thôi. Đấy bà con cứ tới đi, nhà nhiều lắm. Ok anh cho công nghệ thì em cũng không tiếc gì với anh hết. Đây chưa đủ tiền thôi đúng không, à chưa có điện. Rồi thôi ok không sao, điện thì từ từ đi, em sẽ đáp ứng.
yêu cầu nào mà đáp ứng được em đáp ứng hết, anh cứ yên tâm. Chín người nữa tới ở, tuyệt vời. Rồi, công nhân bây giờ chắc cũng đầy. Ok, chưa đầy lắm nhưng mà cũng được. Đây, tiếp tục phát triển. Cuộc sống của người dân lên mức 5-6 rồi, giờ chỉ có nhà là không ngon thôi. Rồi, ngon. Giờ bên này, chứ bên này chỉ có quân đội là nó không hài lòng với mình. Rồi, ok, vậy cũng tốt. Đợi lên dân xíu nữa đi là mình mới xây trường đại học được. Cái trường cấp 3 ở đây thì cũng đang không có cô giáo để dạy, ở đây cũng thiếu cô giáo quá. Rồi thôi, ok, ưu tiên lương cho cô giáo đi, cho nó đi làm cô giáo nhiều nhiều không tới. Tội nghiệp. Ok. À, đang không có đứa nên nó sẽ làm việc ở đây à. À, ở đây cơ. À rồi, ok, tốt tốt tốt, hay lắm. Tuyệt vời lắm, đó, vậy đi, tiếp tục đi anh em. Rồi, nhà ở đây thì cũng nhiều. Mà đúng là không ai muốn ở gần cái bãi rác. Thật ra mặc dù ở gần bãi rác thì đi quăng rác cũng dễ, đỡ tốn tiền rác. Nhưng mà về cơ bản thì chả ai muốn phải ở gần cái bãi rác cả. Đây, nhả ra luôn đi, bây giờ nhu cầu người có học cao lắm. Ờ, cứ tưởng bên trong hóa ra bên này, bên ngoài nó mới bị cái vụ an ninh nè. Ồ, giờ tiền viện trợ nhiều lắm. Mà tiền viện trợ nhiều như vậy mà không xây trường đại học thì chúng ta để làm cái gì? Oh no. Tiền nhiều để làm gì á các bạn? Bây giờ chúng ta quy hoạch thêm được một khu dân cư nữa rồi. Đây, thế là xong. Nhưng mà số người được đi học đại học thì ít thôi, ba người là hết cỡ. Ba ông vậy tức là sẽ có ở đây là tương đối đấy. Rồi, và có người học đại học thì chúng ta bắt đầu xây cái này được rồi. He he he. He he. Ha ha. Hu hu he he. Rồi, một nhà máy điện. Và đã ưu tiên khu dưới này đi các bạn. Giờ chúng ta cố gắng xây ở giữa thì nó cũng bao hết được. Đây, cho nó gần cái trường đại học luôn này. Rồi đấy, nhân sự đại học là được ưu tiên dữ lắm đó nha. Vấn đề là giờ cả nước có một cái phòng khám không thì cũng không đồ, cũng không ổn. Chắc giờ nó vô cái phòng khám mà nó khám đầy rồi. Cái gì đây? Không đầy em anh ơi, chưa được chị ơi, chưa được, đợi ráng chịu chút đi. Cái gỗ này giờ còn đúng một người làm luôn cái. Rồi rồi, để tôi nâng lương cho, khổ quá. Ở đâu cũng phải nâng lương nó mới chịu làm mấy cái job. À, kệ nó cũng sao các bạn. Tại giờ cũng có thu nhập tốt rồi, mình cứ nâng lương lên thôi. Tới kỳ nâng lương đầu tiên rồi. Chỉ là nâng lương cho mấy cái việc của người ít học thôi. Đây, mấy anh công nhân cảng là cực lắm đúng không? Đây đây, tôi cho lương 10 đô đây. Mà anh em cứ cố gắng làm việc nha. Rồi đây, tất cả công việc đây đều được 10 đô. Ok. Riêng ngành giáo thì ưu tiên 15 đô, ok. Rồi mấy ngày học đại học thì đương nhiên phải lương cao rồi, cái đó không nói. Rồi đây, mấy anh công an thì thôi từ từ đi nha. Tôi biết là mấy anh cũng khổ lắm nhưng mà tôi thì... cái nguồn ngân của tiền của ngân khố là nó có giới hạn. Mấy anh em ráng là làm việc đi. Chứ giờ đòi hỏi nhiều quá thì cũng không có đáp ứng được. Rồi rồi ra đây chị ơi, chị ơi, đây. Cá rồi đủ thứ đây, chị cứ thoải mái. Đây, nâng lương thủ công kiểu này nó hơi cực.
Đây. Có nhà máy điện rồi mới xây cái nhà máy hóa chất để mà bán cho người Mỹ được các bạn. Đây 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 đây. Ok. Ok. Đây, 5.000 đây. Rồi, cái này 10 thì phải chịu. Không phải trả lương quá cao được. Rồi đây búp đồ cho cái phủ tổng thống mình là xong phim luôn. Rồi vâng, tôi biết rồi thưa ngài. Rồi lương 10 là giờ vui vẻ rồi ha. Cái gì đây? Hả? Chị, cái lao động đó không cần phải nhập, không phải đi thuê của nước ngoài, cứ tự nhiên dân nó tới nó nhập cư là có à, khỏi lo. Rồi đây 10 đô đây, lương 10 đô là thích rồi nha, không được đòi hỏi gì nữa đó. $10 ngày. Ở Mỹ thì người ta nói là 5 đô một tiếng, còn ở đây là 10 đô một ngày các bạn. Ngày làm 8 tiếng thì suy ra là 1 tiếng được có 1 đô 25 mà. Hơi bèo. Nhưng mà có còn hơn không. Rồi thôi, bên giải trí thì ráng đi, ưu tiên cho bên sản xuất. Nãy giờ nó nhập cư ít quá nó mới khổ mình chứ đùa đâu. Giờ phòng nhập cư không ai làm việc cái này. Rồi thôi, ưu tiên cho chị em phụ nữ một tí đấy. Rồi mấy chú lính này là cũng bảo vệ chế độ đúng không, đây tôi ưu tiên. Rồi đây ngon rồi, có nhà máy điện rồi, tuyệt vời đấy bà con, giờ hạnh phúc nha. Đây nhà 50. Đây đây đây, để nâng cấp lên nhà xịn cho bà con ở. Bà con cứ bình tĩnh, chuyện đâu rồi sẽ còn, đâu rồi còn có đó. Thiệt, không lẽ giáo viên phải đi thuê hả ta. Thiệt, đúng là mình đang không có ảnh hưởng tối với tri thức đó, nó cứ bỏ việc nó đi thôi. Rồi đây đây, tôi sẽ cải thiện vấn đề nhà ở. Để coi nào, chúng ta sẽ hứa với ai đây, bên quân đội đi. Bây giờ mình chưa thực hiện được lời hứa với nó. Rồi hứa sẽ có đủ quân đội, ok. My fellow tropicans, đang cần mà nó cứ như vậy, không có khổ mà. Bỏ tiền ra muối nhân sự tốn lắm mới như phải đùa đâu. Tiếu tụm lắm mất. Đây có đủ người làm, tốt rồi. Cái này chưa nhận được, tại mấy kia làm chưa có xong. Rồi lên 60 rồi các bạn, là cái job nó tốt rồi. Rồi điện tương đối nhiều rồi. The shacks in the cities, about which I hear so much these days, is one of them. And it will be resolved, as will all others, cái nhà máy mà người Mỹ muốn có đây. Cho nó gần cảng đẩy hàng ra cho lẹ luôn. Gì nữa? And you are my masters, my employers. I in turn want to show my gratitude to the brave defenders. Người học nhu cầu của người học không phải là không có. Vấn đề là không có cô giáo để dạy. Thế cái con trên đảo thì không nhiều lắm thôi mà cũng được. Rồi xong 30.000 luôn, ngon. Mà tới nhập cư đi chứ. Cái đảo mình vậy mà sao chả mấy ai nhập cư ta. I shall see to it that the size of our army. Bán kiếm được khá nhiều tiền mà cái đó là do cái our blood has won. Cái điện mình nó tới đâu ta? Nó ở đây à. We lose it. Rồi ok, không vậy cũng được rồi. Đây đây, máy lạnh đây, máy lạnh đây. He 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 he. Rồi cái này vẫn chưa nhận được à.
Rồi đây, máy lạnh đây, máy lạnh nữa đây. Ủa hết điện hay là điện nó không tới? À điện nó không tới. Rồi thôi cũng không sao. Rồi nightclub đây, để ngay đây luôn. Đúng lý là mấy công trình này nó phải tránh xa cái nơi giáo dục trẻ con ra, nhưng mà giờ thấy ở đâu hạp thì ta xây thôi, không cần phải quan tâm nhiều. Rồi chúng ta lại thắng nữa. Rồi thôi được rồi, để mình tuyển dụng thêm một cô giáo nữa đi. Nhu cầu của người học lớn lắm mà nó cứ không chịu học. Dân mình đúng kiểu mình nông dân á, cấp trên sao cấp dưới vậy, nó tư duy kiểu nông dân thôi, cứ tay làm hầm nhai được rồi, không cần phải học nhiều, đặc biệt con gái nữa. Rồi đây đó 12 người nó tới nhà định cư, quá tuyệt vời. Vâng vâng, tôi biết là cái vấn đề sức khỏe của chúng ta đang đi xuống rồi, bạn, nhưng mà bây giờ muốn xây thì cũng phải từ từ, hoặc là xây ngay bây giờ. Đây cái này nó gần biển luôn đây này, cho tốt cho sức khỏe của bà con. Rồi đây. Rồi nguồn điện của chúng ta thì cũng đang hạn chế đấy. Rồi lao động gì cũng hạn chế. Nói chung là hạn chế khá là nhiều. Nhưng mà ở mức chúng ta chịu được. Ok, Trung Quốc nó đang hơi buồn mình tí. Bên tôn giáo thì nó là do cái điểm của bên tôn giáo nó thấp. Mình xây hơi ít nhà thờ rồi phải. Không là chẳng qua là nhà thờ không có người vận hành thôi. Là tại nó ít học nhiều quá mà nó đâu có đi làm nhiều nữa. Rồi đây, ráng lên ráng lên. Đào tạo nhiệt tình lên mấy ông ơi. Đúng rồi, dân được 200 rồi các bạn. Tháng 9 năm 1964 rồi. Tuyệt vời. À, cái môi trường cũng tương đối tốt. Giờ chúng ta xây luôn cái này được rồi. Đây. Để cái này ở đây luôn. Ok, cái này xây xong nó ngốn điện các bạn. Sao cái nhân sự bên đại học của mình nó cũng đang chạy ra nó làm công tác hơi nhiều rồi. Khỏi lo. Sắt cũng đang dần được xuất khẩu nhiều rồi. Hai cái này tầm của nó rộng, tha hồ chơi. Ok, chúng ta lại đi đủ hết 15 năm rồi các bạn. Và có thêm 9 người nữa tới nhập cư. Cũng có thể coi như là thành công, tiền viện trợ của Mỹ vẫn nhiều hơn của Liên Xô. Nhưng mà chúng ta đang sống một cách rất là được lòng người Mỹ, cũng không bị Liên Xô nó ghét các bạn. Mặc dù chúng ta là cộng sản nhưng chúng ta lại thân với Mỹ. Bây giờ dạng như chúng ta cũng tham gia phong trào không liên kết đó các bạn. Mình đang ở Mỹ Latin, ở cái dạng cái khu sân sau của Mỹ. Người Mỹ họ cũng không thích là có một cái nước cộng sản nào ở cái khu này cả. Thì chúng ta cũng phải làm sao cho họ vừa lòng. Nhưng mà vấn đề ở đây là chúng ta cũng không được tỏ cái thái độ gì đó Liên Xô, không chúng ta cũng mệt. Đấy, như là sống sao mà đẹp lòng được tất cả thì nó hơi khó, nhưng mà chúng ta đã làm được cái điều đó mới coi cái đó rồi. Cái đó chính là một trong những cái thành công của chúng ta đấy. Thì một cô giáo nữa, nó cái đảo của mình nó không có khuyến khích mấy cái dân này nó ở lại, nó làm hết hợp đồng nó về à. Rồi đây, tốt. Đào tạo, ủa, đứa nữa nó chạy rồi. Hết hợp đồng nhanh thế. Ủa cái job của giáo viên cao mà sao nó không chữa lại làm cô giáo ta, nó chê con nghề giáo viên hay sao ấy. Carpe the diem, president. Cái gì nữa đây? Mấy ông này muốn cái gì? Thousand greetings. My rồi, beautiful okay. Wives can't cut enough. Này dư, cái này có dư để xuất khẩu cho mấy ông đó rồi, khỏi lo. Rồi cái nang lốp này mình không có chuyên gia bút cái này. Thật ra nó cũng không xịn lắm, nhưng mà nhìn chung cái đó được cái chức này sự phục vụ nó được tới 71 điểm là ngon rồi. Nó hơi tốn điện tí thôi mà cũng được. Rồi tốt. Giờ thiếu điện. Rồi kệ nó, ta cũng không thể đẩy nhanh quá được. Cái này thì nó giúp tăng cái
À cái này nó hỗ trợ tăng cái hiệu quả của mấy cái phòng khám như bệnh viện, tại nó sản xuất ra hóa chất bên cho bên y tế. Còn cái này thì nó giúp chúng ta sản xuất mấy hóa chất mà có giá cao hơn thôi. À, ok vậy cũng tốt, đầu tư đi không lỗ đâu sợ. Mười người nữa tới nhập cư quá đã. Rồi ok. Cô giáo hình như không bao giờ đầy được hay sao ấy. Thôi được rồi, không khuyến khích đó bằng kiểu kia thì khuyến khích bằng lương vậy. Ok, chúng ta thể hiện tấm lòng của chúng ta với ngành giáo đi các bạn. Trả lương nó bằng lương đại học luôn á, mặc dù nó cấp 3. Cái người nam học đại học cũng tương đối nhiều. Chúng ta vẫn đang thiếu nhân sự cho bên cấp 3, tại trong một thời gian dài không có đào tạo được. Giờ không có xây nhà máy được các bạn, tại xe tại nhà máy xây xong cũng không có công nhân, nó đâu học cấp 3 đâu có đâu làm công nhân được. Rồi ok, mấy chú lính ở đây thì sướng rồi, được ở trong phủ tổng thống luôn. Thiếu nhà, mình không nghĩ là lại thiếu nhà ở nha. À chắc bắt đầu nó nhập cư nhiều rồi các bạn. Số nhà hiện có bây giờ bắt đầu nó thiếu rồi, nó ở đầy rồi này. Rồi ok, tốt, đó là điều mà tôi mong chờ. Đây, bình tĩnh chú em. Tiệt cái con chuột của mình. Ây da, rồi thôi đất nước giàu rồi, cho mấy cái nhà ở đây đi. Đó, cho bà con khoái. Rồi thôi sao cũng được. Ok. Mặc dù nhập cư nhiều vậy mà mấy cái gara vẫn không có người làm việc à. Buồn đời vậy. Rồi đây, khu trên đó được đáp ứng thì khu dưới này cũng phải được đáp ứng ở mức độ nào đó chứ. Đây cái chung cư nó nằm kế bên cái trường đại học luôn, ngon cơm. Bà con vô đây ở là tuyệt vời. Chứ giờ xây sẵn luôn cái nữa đi. Đấy, đầu tư nhà ở cho người dân, nghĩa nó gần cái nhà máy điện á, nó nâng cấp lên thành máy lạnh được. Ở nhà riêng thì vẫn thích hơn ở chung cư các bạn. Mà đôi lúc thì phải chấp nhận. Trên này cái môi trường nó không được tốt cho lắm thôi. Rồi đầy người làm rồi, tốt. Mấy cái nhà này mức chức cái mức độ của nó tới 70 lận, tụi này nó vô nó ở nó khoái liền. Ở đây lên 15 được rồi, tội nghiệp. Mấy cái nhà thờ này cũng vậy nè, khuyến khích nó lên. Nó cấp 3 mà lương thấp quá đâu có chịu. Cái gì đây? Phải có tướng đã ông thần. Đây 15 đây, lương 15 đấy. Cái này quân đội lương 20 luôn. Nói chung là cái vấn đề thu nhập thôi các bạn ạ. Nó phải dạng thu nhập phải cao rồi nó mới chịu làm, thu nhập thấp nó đâu có chịu. Đây, lại phải đi xóa liều phạm nữa à. Như là nhiều đứa nó mất một khoảng thời gian nó mới chịu nhảy vô các bạn. Tại dân mình ở khu trên này hơi bị đông ấy. Nó tập trung ở cái này hơi bị đông. Mà cái nhà thờ cho cái khu ở trên này thì 15 rồi ạ. Ở đây 15 luôn nè. Đây 10 đúng không? Rồi đây để nâng cấp lên cho mấy cô. Thiệt khổ. Đúng là vì lương thấp nó mới không chịu làm các bạn.
thở ở đây là à đây. Ok ok. Khổ quá. Vì mấy đồng tiền lương thôi mà anh em làm khó tôi dữ vậy sao? Đại học giờ cũng phải xây cái gì cho nó mới chịu chứ đúng không? Rồi đây quất cho cái nhà thờ bự luôn ở đây. Thích chưa? Rồi ok, danh trại quân đội. Thả mỗi nơi một cái. Gần cái cảng tí thì cũng được. Rồi đây, một cái. À quên, mới có một ông tướng à. 12 người nữa đến ở, tốt. Đấy, dân đông vậy thì không lo thiếu lao động. Sợ nhất là thiếu lao động các bạn. Tiếp tục đi, tuyệt vời. Anh em làm tốt lắm. Đấy, đủ cô giáo rồi. Công nhân ngành giáo nó đòi hỏi nhiều ghê á. Rồi đây, ở đây thì cứ chặt cây nhiệt tình vào. Rồi giờ mới bắt đầu trồng lúa để đảm bảo cái nguồn lương thực tại chỗ nào. Rồi đẩy cái này lên một chút, kéo cái này qua. Rồi có hai cái đó trồng lúa thì hai cái này mình trồng chuối thì có chỗ trồng rồi, giờ trồng tới đu đủ. Đây, công việc này là đòi hỏi nhiều chứ đùa đâu. Rồi chỗ này bắt đầu mình kéo đường ra luôn nè. Hơi méo một tí hả? Rồi vậy kéo tiếp. Ghét nhất là kéo cái đường đi mà lên mà nó méo méo bực mình lắm. Đây thêm hai cái nhà ở đây, một cái gara ở đây. Khi nào xây thêm cảng thì sẽ tính thêm cái kia nữa. Rồi ok. Còn ở đây thì mình xây, bắt đầu xây nhà máy được rồi nè. Ok ok. Ngon. Rồi đó, bà con đi học đi. Ở đây đi có linh mục rồi. Học cấp 3 nhiệt tình vô. Cái là học đại học nhiều nhiệt tình vô, cấp 3 cũng vậy. Điện thì nó lên tới khúc trên này mà đúng không? Rồi vậy thì thêm một cái chung cư ở đây nữa chắc cũng không phải là thừa. Nó có thừa thì cũng thừa tạm thời thôi. Đây, một cái nightclub nữa nha. Thích chưa? Cái gì đây? Cái này không có đáp ứng được. Bà chị. Why do we cut the tree? Rồi điện cũng nhiều. Tội gì không làm cái đài truyền hình cho bà con trầm trồ. Ok the anh, giờ em có hàng để bán cho anh rồi. Đây, khu trên này nó ở tôi cũng tương đối. Tại nó có nhà ở thì nó cũng chả thèm vô chung cư nó làm cái gì. Ok, ta bật cái đài BBC lên đi cho nó có liberty tí. Rồi xong đó, nhà gần đài truyền hình luôn. Bà con sướng nha. Ai chào, bắt đầu thất nghiệp nhiều hả? Chào, nguy hiểm vậy ta. Hồi nhập cư nhiều quá rồi.
Rồi, ok, bình tĩnh. Để tôi đáp ứng yêu nhu cầu của mọi người, bình tĩnh. Aha, thấy tội phạm rồi. Excelencia. Sự là xe gì? Ăn đạn. Ok, cảm ơn. Đây, thêm một cái cảng nữa. Rồi, đây. Đẹp trời. Ờ, lại tới kỳ bầu cử à. Đó, được tôn giáo đã xây cho cái nhà thờ bự chà bá rồi còn không vừa lòng nữa, tôi cũng không biết sao mấy ông mới vừa lòng đây. Rồi thôi vẫn hứa cho bên quân đội đi. Những thiếu tướng là hình như nó không hả, nó học cho nó không muốn làm tướng mà nó muốn làm bác sĩ. Rồi thôi sao không được. Nên là việc cần nó đây mà nó không học với but we must still push forward. Ok, cảm ơn anh trai. Yes, hey. There are problems. There will always be problems. À, nó bỏ qua đây nhớ đi học để nó làm cái này. Cũng sẽ có người khác đi làm cô giáo thôi. Nhưng bây giờ trả lương cao rồi mà không làm nữa chịu chứ biết sao giờ. And it will be resolved, as will all others, in time. Đây, thêm 4 công việc nữa. Tội phạm nữa không? Nam nữ gì cũng bắn tuốt. Này từ từ. À không, mà cái này bỏ luôn cho công nghệ, lấy cho tiền không thèm. À, thêm một cái nhà máy điện ở đây nữa thì chắc cũng đẹp. Đây, xài cái này tụi môi trường nó đỡ nói mình. Đây. The past is gone from our shores, but that is not enough. I will bring the future to Tropico as part of my reform plan for my next mandate. I shall see to it that the size of our army is increased. Cho nó đi trồng thơm. We will use the whole power of the government to persuade the people for victory. Ok, để kéo đường đi đã chứ không hồi cái ruộng nó lấn qua nữa thì phiền lắm. À, cái ruộng này là phải cho nó đi này. Rồi, khoan đã, cái ruộng thơm đúng không? Đây, nằm ở đây đi. Đừng có lấn đường, lấn xá đồ nguy hiểm. Rồi, từ từ tính. Giờ ta trồng được thêm thơm rồi. Có nổi loạn thì chịu. Không trấn tội phạm thì nguy hiểm lắm. Đây thì ok, có điện mà, lo gì. Đây, xài còn dư 30 mê cơ mà. Công nhân không ai chịu làm hết, khổ quá. Rồi, ok. Chúng ta đã đi qua 20 năm đầu tiên các bạn. Và có thể nói khá là thành công. Rồi, chụp hình đây được rồi. Ôi, lại nhận được thêm tiền viện trợ nữa. Xem ra là cũng không uổng phí. Nhà cửa giờ cũng dư nhiều lắm. Bên y tế mình làm tôi đã tốt mới là hài lòng, người dân là 65. Rồi ok, giải trí chỉ có nhà ở thì hơi thấp. Cái tôn giáo thì cũng không đủ chỗ, nói chung nó đi nhà thờ nó khấn hơi bị nhiều các bạn. Đời sống tâm linh là đòi hỏi cao. Nói như là đời sống tâm linh của người dân ở đây là phải rất cao luôn á, chứ mà nhiêu đây là không đủ để đáp ứng.
Rồi thì thôi, chúng ta cũng thông cảm cho người dân của chúng ta các bạn, cuộc sống còn nhiều khó khăn mà. Rồi đây quá chất quá đồ đủ thứ đây. Rồi đã vậy thì thôi cũng tiện tay xây thêm cái nhà thờ ở đây nữa. Rồi khuyến khích nó đi học đại học luôn. Đấy, rồi âm tiền rồi. Ráng đi học giùm tôi nha. Rồi khoan đã, tranh thủ dịp này ta xây luôn cái nhà bộ trưởng ở đây đã. Đúng rồi. Cái này thì nó hướng tới cộng sản, cái này là hướng tới chính quyền quân sự mà nó không muốn như vậy. Cứ cho nó xây dựng chính quyền dân chủ đi, không nhất thiết là cứ phải gượng ép hay gì đâu. Rồi đây chúng ta xây cái nhà bộ trưởng nó hơi vô đây xíu, mà dạng như nó có vừa nó gần mấy cái khu vườn rồi luôn á. Rồi ok, chúng ta kết thúc tập này ở đây, kết thúc anh tháng 1 năm 1970 là được rồi các bạn. Rồi rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình là Lâm Bích Hợp. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.